Anh Dư giới thiệu hộ em thì hôm nay anh mua của bên Zika những sản phẩm gì? Thực ra thì hôm nay là tôi bên mua của bên Zika là một cặp loa cây G1000 vào nút. Và loa này thì là chiều loa đứng. Và tiếp theo là một cái súc. Súc bát 30. Súc bát 30. Và một cái âm ly kèm theo đây con này là con vâng ạ, X22 đây anh ạ. Âm ly X22 Pro của X đẹp công nghệ mới và một bộ micro không dây micro. Anh thực ra thì khi mà kiểm tra hát ấy, thì tôi cảm nhận là có một chút gì đấy cộng hưởng âm thanh rất là tốt. Vâng. Nên là tôi cũng rất là hài lòng. Vâng. Mong rằng là bên Zika cũng phát huy được tất cả những cái sở trường của mình. Vâng. Để đưa ra cho những khách hàng. Nhiều khi khách hàng không hiểu như tôi chẳng hạn thì hiểu. Nhưng sau đấy thì gặp Zika rồi thì lại cảm mến và yêu. Vâng. Sau này làm sao mà chúng ta gắn bó cái hệ thống trải nghiệm cũng như là dịch vụ sau hậu đãi. Chúng em sẽ tiếp tục lên đường đi Vĩnh Phúc. Hai bộ combo để lắp cho các bác đấy ạ. Đôi loa full B12 bản gold mới nhất. Chứ anh biết rồi đấy. Loa cây G1000. Tẩy liền vang số X22. Mic 321. Ôi. Xếp một con súp nữa. Anh xếp loa chồng lên loa anh ơi, anh bỏ đẩy ra. Con súp thoải mái mà, dựng lên. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, xách ca lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn, phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Nắm lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian hàng. Những chuyến xe đem trên mình rất nhiều những thiết bị âm thanh karaoke để phục vụ anh em. Anh Dư thì không có kinh doanh hát nhưng mà là full theo thẩm mỹ. Đó, anh trai. Buổi sáng lên quá bất ngờ. Hello anh. Sao định vị nó lại chỉ em lên trên này quá mất một ít. Em chào anh. Anh Dư đấy. Anh rất quen thuộc đúng không anh? Quảng cáo liên tục đấy. Đấy hôm nay thấy anh em vào đơn lên cho anh thì em bảo buổi sáng thì em tranh thủ chạy lên sớm tí để giao lưu cùng anh. Nay 7:30 là đến công ty rồi anh. Này anh lắp ở tầng mấy đấy? Chắc tầng 2 à? Lắp trong nhà. Đâu cho em xem vào xem lắp ở chỗ nào để em tư vấn cho anh bố trí như nào cho hợp lý. Nằm ngoài. Đây là tầng lưng. Nhiều nhà đi lắp là tầng 5 cần vất nữa. Đấy, mấy bình rượu phải cẩn thận không có. Thơm nhỉ, vào đây mùi cái bộ váy này thơm này, bộ hương. Thôi anh để đấy hộ nốt cho em con đẩy đi. À lại có con súp nữa, cho để em xuống em bóc con súp nữa. Nó bóc ở dưới cho nó đỡ bụi anh ạ. Anh là hay xem YouTube hay là xem trên fanpage đây? Đây. Đấy là YouTube đấy. Đây. Khả năng là xem bên em cũng lâu rồi nhỉ. Tại là trước khi mà có ý định mua là cũng tìm hiểu. Cũng là các kiểu tìm hiểu các kênh. Trên TV nó có một bây giờ em đang nghe đường quang
thì anh muốn chuyển về loa TV, anh bật mất cài đặt cho em này, cài đặt này, kéo xuống âm thanh này, chọn về loa TV đấy. Còn lúc này muốn nghe nhạc anh kéo xuống nhạc đấy, bật mất quảng cáo là nó ra nhạc. Thay đổi rồi. Chỉ cần thay đổi trên TV thôi là xong. Trước tiên em xin thay mặt công ty cảm ơn anh, thứ hai là xin kể cho đánh giá về hộ của anh.
Anh giới thiệu cho anh em xem bộ, anh Dư giới thiệu hộ em thì hôm nay anh mua của bên Zika những sản phẩm gì? Thực ra thì hôm nay là tôi bên mua của bên Zika là một cặp loa cây G1000 Bluetooth. Và loa này thì là chiều loa đứng. Vâng ạ. Và tiếp theo là một cái súc. Súc bát 30. Súc bát 30. Và một cái âm ly kèm theo đây, con này là con vâng ạ, X22 đây anh ạ. Âm ly X22 Pro của X công nghệ mới. Vâng ạ. Một bộ mic dây micro. Anh thực ra thì khi mà kiểm tra hát ấy, thì tôi cảm nhận là có một chút gì đấy tổng hợp âm thanh rất là tốt. Vâng. Nên là tôi cũng rất là hài lòng. Vâng. Mong rằng là bên Zika cũng phát huy được tất cả những cái sở trường của mình. Vâng. Để đưa ra cho những khách hàng. Nhiều khi khách hàng không hiểu như tôi chẳng hạn thì hiểu, nhưng sau đấy thì gặp Zika rồi thì lại cảm mến và yêu. Vâng. Sau này làm sao mà chúng ta gắn bó cái hệ thống trải nghiệm cũng như là dịch vụ sau hậu đãi bán hàng. Mong Zika hãy hỗ trợ các anh em vui chơi nhạc rất là tốt. Vâng ạ. Chúng em cũng mong muốn là sẽ đem được đến những cái dịch vụ tốt và sản phẩm thế này hôm nay. Rất là cảm ơn anh chị. Em đi làm thì là được giao lưu trực tiếp của anh chị và đón nhận những tình cảm của anh chị. Sự luôn là lúc này cảm xúc hơi bị cảm ơn anh rất là nhiều. Okay, buổi sáng anh em ở chỗ này là chỗ nào nhỉ? Sơn Lôi Bình Xuyên. Sơn Lôi Bình Xuyên ngay mặt đường lớn này. Anh em mà muốn trải nghiệm mà không có điều kiện xuống Zika thì cứ qua anh Dư có tiện chia sẻ với anh em thì nghe trực tiếp đâu. Anh em hạnh phúc nhá. Thì bộ cấu hình combo gồm nhìn trưng bày rất đẹp để không gian nhà để chơi toán cái đồ đặt nhà tất cả phải ưng ý. Ok, em sẽ khép lại video đây. Xin cảm ơn các anh em đã theo dõi video.